sinh đến với môn thể dục lớp 4. Tuần 9 tiết 17, động tác chân, trò chơi nhanh lên bạn ơi. Mời các bạn hãy cùng xem thầy thực hiện động tác chân. Mời các bạn chúng ta hãy cùng xem thầy thực hiện động tác chân. Nhịp 1, đá chân trái về trước, đồng thời hai tay sang ngang, lòng bàn tay ấn. Nhịp 2, đặt chân trái về trước, chân sau khiển gót và chân trước hiểu gối, đồng thời hai tay song song trước mặt. Nhịp 3, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Và nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự đọt vào ở chân. Mời các bạn chúng ta hãy cùng xem thực hiện. Từ nhịp 5, 5, 6, 7, thôi. Và chúng ta kết thúc động tác chân. Và hãy mời các bạn chúng ta hãy cùng đứng dậy và cùng thực hiện động tác. Trò chơi nhanh lên bạn ơi. Trò chơi nhanh lên bạn ơi, mục đích rèn luyện phản xạ, sức nhanh và kỹ năng chạy. Về khâu chuẩn bị, kẻ hai vòng tròn đồng tâm, vòng tròn ngoài có đường kính 6 đến 10 m, vòng tròn trong 0,8 đến 1,5 m và chia ra làm 4 phần đều nhau. Đặt 4 quả bóng hoặc vật gì đó như mẫu gỗ, chiếc khăn, vân vân vào 4 phần đã chia ở trong vòng tròn. Chia số học sinh trong lớp thành 4 đội đều nhau. Tập hợp học sinh đứng quay mặt theo vòng tròn, có thể lợi dụng các hàng gạch để tập hợp cho học sinh chơi theo đội hình vuông hoặc tam giác, từng đội điểm số theo thứ tự. Về cách chơi thì trong tuần trước thầy cũng đã hướng dẫn cho các bạn về cách chơi trò chơi nhanh lên bạn ơi, thì thầy xin được thông qua về cách chơi. Và khi nào các bạn tập trung đến trường, thầy sẽ tổ chức trò chơi nhanh lên bạn ơi này nhé. Tiết 18, bài 18, động tác lưng bụng. Trò chơi, con cóc là cậu ông trời. Và sau đây thầy mời các bạn cùng xem thầy thực hiện động tác lưng bụng. Mời các bạn chúng ta cùng xem thầy thực hiện động tác lưng bụng. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, đồng thời gập thân. Lần, hai tay sang ngang, lòng bàn tay ấn. Nhịp 2, hai tay bổ vào nhau, đồng thời cúi đầu. Nhịp 3, trở về như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Và nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự đổi chân. Nhịp 5, 6, 7, 8. Mời các bạn chúng ta cùng xem thầy thực hiện tất cả các nhịp. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8. Và anh em bây giờ thầy mời các bạn chúng ta hãy cùng đứng lên cùng thực hiện động tác lưng bụng. Mời các bạn cùng đến với trò chơi con cóc là cậu ông trời. Trò chơi con cóc là cậu ông trời. Về chuẩn bị, tùy theo địa điểm tập hợp 1 đến 4 hàng ngang, sau đó dàn hàng cách nhau một sải tay. Hàng sau cách hàng trước 1,5 đến 2 m như hình 26. Về cách chơi như sau, học sinh đồng thanh đồng phần điệu. Con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh cóc thì trời đánh cho. Hằng ngày để được ăn no, cóc bắt sâu bọ giúp cho mọi người. Vậy xin nhắc nhở ai ơi, bảo vệ con cóc mọi người nhớ ghi. Sau tiếng ghi, học sinh ngồi sẵn, hai tay buông tự nhiên, sau đó bật nhảy bằng hai chân về trước một cách nhẹ nhàng, không bật hết sức như bật xa. Khoảng 3 lần thì dừng lại, đứng lên, đi về, tập hợp ở cuối hàng.
hết hàng thứ nhất đến hàng thứ hai và tiếp tục như vậy cho đến hết. Và cũng như các trò chơi khác, khi nào các bạn chúng ta cùng đến trường thì chúng ta thầy sẽ tổ chức cho các bạn cùng chơi trò con cóc là cậu ông trời này nhé. Dặn dò, ôn lại bài cũ, xem trước động tác phối hợp. Và thầy chúc các bạn có tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào tiết sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.